Cho thuê ở đây thì bán gì đây? Thằng An ăn hủ tiếu ở đây thì ở đây mặt tiền cũng hơi ồn, xe chạy qua chạy lại hay nhiều á. Hello, xin chào đại gia đình, quay lại kênh YouTube của Bình Huỳnh hôm nay các bạn. Hôm nay là Bình Huỳnh đang đứng với cháu Việt Thắng, rồi cháu Bảo thì làm cameraman. Đây là nhà của chú Thắng nè. Cái khu vực này là chú Thắng cho mướn để người ta buôn bán hàng ăn đúng không? Rồi nhà chú Thắng thì ở phía bên này các bạn. Đó, nhà của chú Thắng thì bên phía bên này, chú Thắng ở đây. Nguyên cái dãy này đó là chú Thắng cho mướn để mọi người làm ở quán ăn. Rồi cái học bên này là cho thuê bán tài xỉu. Phải không? Chúc mừng chú Thắng nha, được trước gì không thấy cái xe này, không thấy xe này để đây. Xe này mới mua hả? Mới mua cái xe để che mưa che nắng. Che nắng che mưa. Xe nhìn thấy cũng có lý ta. Chiếc này là chiếc Barro hả? Thương hiệu được của Pháp nè. Đội vô chấp đèn luôn. Các bạn chúc mừng chú Thắng nha, có vừa em cháu như cô chú đấy à, chú Thắng thấy chú Thắng lúc nào cũng im nhưng mà vậy đó các bạn. Rồi bây giờ chú cháu mình đi, anh em mình đi Long Khánh ha. Dạ. Thì các bạn thấy đó, cháu Việt về đây Bình Huỳnh, cháu Quốc nè, thì trên đường bay ra, bay vô thăm nội nghe tin chú Bình về. Rồi chú Quốc tranh thủ công việc ở ngoài Đà Nẵng để chạy vô chơi với lại chú Bình. Rồi bây giờ nghe tin cháu Quốc chạy vô thì bốn chú cháu Bình Huỳnh đi về Long Khánh để kiếm cái gì đó tối nay. Dạ. Lại cháu Quốc ha, kiếm gì thiết kế tối nay có chú Nghĩa vô nữa, chú Tám. À có chú Tám hả? Dạ. Rồi vậy giờ chú cháu mình đi ha. Dạ. Vậy đại gia đình cùng với Bình Huỳnh đi Long Khánh coi hôm nay Bình Huỳnh mua những cái gì ở đó nha. Dạ, bây giờ chú cháu Bình Huỳnh đi cái con đường quen thuộc để mà cô chú anh chị như các bạn thấy, mà lâu lâu mỗi khi mà Bình Huỳnh về đó thì hay đi cái con đường này. Mỗi lần đi con đường ngày xưa thì mình chạy ngoài đường quốc lộ 1 con ha. Mà bây giờ các cái con đường này á là người ta đã làm lại mấy chục năm rồi, bây giờ anh em mỗi lần đi con đường nó gần hơn các bạn. Đi có 9 cây số là tới ha. Dạ có đó. Ít hơn hả? Dạ. Từ nhà từ mình ở đây mình tới Long Khánh là mấy cây số? Từ nhà con khoảng 6 cây 7 cây. À 7 cây. Dạ. Thì chạy có chút xíu thôi các bạn, chạy khoảng 15 phút, 20 phút là tới. Rồi trên đó thì nói chung ở thị trấn á thì họ cũng có đầy đủ những cái seafood hay là những cái đồ gì mình có quyền mình lựa chọn nhiều hơn ở dưới này. Cho nên ở dưới nhà Bình Huỳnh, chú cháu Bình Huỳnh ở dưới này nó cũng cầm phi nhìn lắm, nó cũng có tiện lợi. Ví dụ như là chú cháu Bình Huỳnh muốn đi ra ngoài ông đồn thì cũng gần ha. Rồi đi vô trong Gia Rai hay đi về hướng Đức Linh cũng gần. Rồi đi ra Long Khánh rồi đi đường Sài Gòn, nó có nhiều đường đi cho mình nữa. Rồi các bạn biết nếu mà mình đi qua bên cái hướng mà Phương Lâm Định Quán với lại đi Đà Lạt á, thì đường, mình đi thẳng luôn cái con đường của ngã tư chỗ nhà con đó. Dạ đúng đi rồi, thẳng đi lên luôn xuống nhô, đi ra đó nó cũng gần lắm các bạn. Nay đi Đà Lạt mình đi qua Đức Linh nó gần nữa chú Năm. Ừ đúng rồi, đi qua Đức Linh nó gần thêm cả 30-40 cây nữa. À quên nữa là ý là chú nói là cái con đường mà Đức Linh mà ngay cái nhà con mà ngay cái ngã tư mình chạy thẳng như trong lửa chạy qua đó. Dạ. Mình đi tắt cái con đường nó cũng gần nữa phải không? Dạ đúng rồi. Ở chỗ cái vị trí của chỗ mình đi đâu cũng gần. Đúng rồi. Đi ra Vũng Tàu cũng gần, đi Sài Gòn cũng gần. Cái hạnh phúc của chú cháu Bình Huỳnh cũng như ở đây Bình Huỳnh nữa, các bạn thấy như là Bảo đang ngồi sau đó. Hôm nay Bình Huỳnh cũng đang ngồi cái xe của Bảo đây. Cháu nghe chú Bình về cũng bỏ công việc rồi lên đi chơi với chú, thăm chú. Dù có chú cháu cứ gặp nhau hoài mấy tháng chứ mấy, nhưng mà cái tình của chú cháu ngày xưa đến giờ vậy đó các bạn. Như Việt nghe nó công việc cũng rất là đu bu, việc quản lý mấy cửa hàng rồi công ty của Việt cũng tùm lum tà la hết, nhưng mà con cháu có thời gian cũng spend time với chú như vậy là cũng quá vui rồi. Vô nhá, chơi nhá, về chú về chơi, có tranh thủ về chơi chú nhá. Còn chú Thắng cũng vậy, mọi chỗ mọi nơi. Thắng nghệ sĩ đó các bạn. Thắng là được nhiều người biết lắm à. Đúng rồi. Chú Chính kìa, chú Chính kìa, quá trời nhiều người coi kênh á. Wow, hôm nay mọi người coi cái kênh YouTube này thấy chú Chính mới tạo được một em che nắng xe, che nắng che mưa hả không? Đây hiền hy vọng rằng trong kênh YouTube tối hôm nay là coi như là mọi người comment chúc mừng chú Thắng cho mà thấy nè.
chú Thắng chuẩn bị mà đọc comment đó nghe. Tối nay là chú Thắng là đọc comment là khỏi khỏi uống bia luôn á. Đúng rồi. Ngầm điện thoại miết nha. Tội nghiệp chú Quốc lắm các bạn ơi, nghe cho chú Bình xuống bay ngày hôm qua. Rồi cháu book vé máy bay liền mà Đà Nẵng hôm qua không biết làm sao mà chứ bao giờ thì thấy. Hả? Con bữa rồi con đi cũng vậy. Ờ vậy hả con? Cũng khiếp luôn, lần đầu tiên mới thấy là không có vé máy bay không luôn. Không có vé máy bay hả con? Không hiểu sao cái thời thị trường bây giờ nó hay nó kỳ. Chứ có lẽ là từ ngày mà dịch bệnh đến giờ cái diễn ra hàng không đồ nó chưa có ổn định nữa, nó chưa có thông thương nhiều lắm. Con nghĩ các hãng hàng không nó bỏ chuyến bớt, ép chuyến lại, nó ép chuyến lại chứ nó không tại vì cái lượng khách họ đi lại con nghĩ là ít hơn. Nên ép chuyến lại. Đó cũng như cháu thấy á, là chú đi cái hãng Iva rất là tốt. Chú thường hay đi nói nhiều lắm. Nhưng mà lần đầu tiên á, chú gặp cái tình trạng mà xuống máy bay là phải chạy liền là bởi vì là con biết á, cái tập trung á, thì tại Đài Loan. Yeah. Ví dụ chú từ hướng bên Chicago bay về, rồi bên Cali bay về, rồi Atlanta, các thứ các chỗ bay về đó đó con. Để mà gom một chiếc máy bay để đi về Việt Nam. Cho nên á, chú là người trẻ mà chú tưởng là chú trẻ, mà cuối cùng cũng một vài người ở bên từ cái hướng ở bên Texas đi qua đó cũng bị trễ như Bình Huỳnh rồi, nó cũng chạy tội nghiệp lắm. Vậy đó mà cuối cùng hôm qua mà chú phải ngồi trên máy bay phải chờ thêm hai người ở từ Texas đi về để mà đợi hai người đó, để rước hai người đó về Việt Nam luôn đó con. Dạ. Phải chờ thêm 35 phút nữa. Ừ. Thì cũng do là chuyến bay của hãng thôi chứ đâu phải do khách. Do hãng, yeah. Do hãng người ta cái sắp xếp nên là cái lịch trình nó bị gấp rút quá đó. Với lại Eva nó cũng mới vừa start lại, nó mới vừa run cái business lại đó con biết không? Cho nên nó cũng đang bị nhất là nhân viên, rồi thứ hai nữa là máy bay và tất cả các thứ đó con. Yeah. Nó cũng chưa có sắp xếp kịp đó. Cho nên mình cũng phải thông cảm cái giai đoạn này. Bên ngoài hôm nay các bạn biết là đi về Việt Nam chuyến này á, là nó khí hậu nó mát hơn cái tháng mà vừa rồi mình hoành về. Chú là thích khí hậu vậy nè. Khí hậu trong xe là có mấy lạnh đó nha chú nào. Ừ, ở ngoài nó cũng mát hơn. Dạ, cũng được chứ không đến nỗi mà chiều á, nó hiếu mệt. Ờ, chiều hôm qua mát ha. Chiều á là gió nhiều, tại mùa này mùa ấy rồi. Nó không có như hiếu mệt giống như là chú về. Là cái mùa kiểu như hè, cái kiểu mà nắng ôi á. Ừ. Không có gió. Đây là ngã ba Bảo Vinh nè, nếu các bạn mà ở phương xa ở bên Mỹ đó thì các bạn để Bình Huỳnh quay để cho nhớ nha. Đó, đây Bảo Vinh đây. Đó, anh em nào ở phương xa đó, mình quay cái khúc này để cho nhớ. Phương xa Long Khánh ha. Ơi, Long Khánh là nhớ đây, Bảo Vinh Long Khánh luôn, giờ ở Long Khánh mình chứ bà con đi nước ngoài nhiều lắm. Lâu lâu chú Bình ơi nhớ về Long đi Long Khánh là đi ngang quay với chỗ con nhớ là hình ảnh xưa. Thì đây các bạn vẫn còn y đây, Bảo Vinh không mất đi đâu hết. Nhà cửa thì cũng y như xưa vậy đó, cũng có thể như là sửa sang thêm một chút đỉnh rồi vậy đó. Đường xá thì làm tốt hơn. Nhưng mà nghe nói tin là ở đây bất động sản bây giờ cũng mắc lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Nhà bất cửa bây giờ đây mắc lắm á. Có cái cô con tên Ngọc có cái nhà ở đây nè. Ừ. Cô thấy cô điện thoại cô kêu á, cô đợi con về con quay khúc đó cô. Đó, cái khúc đây đó thì sẵn dịp hôm nay về với các cô chú anh chị đó là chút xíu ra gần tới Long Khánh thì Bình Huỳnh cũng nhá mấy chút để cho gợi lại. Đây là ngày xưa Bình Huỳnh ở trên này nhiều hơn là dưới nhà nội, bởi vì ngày xưa Bình Huỳnh đi làm ăn đó, nên là đến ở nhiều đó. Đó thì mình cũng liếc sơ qua cái video cho mọi người với lại cô chú anh chị với trong các bạn thấy cái Long Khánh là đây. Đang làm đường à? Đang làm đường, đang sửa chữa khu này cũng như là trung tâm đây. Đây mình chạy thẳng này cái con đường này cũng như là một đường chính của cái thị xã Long Khánh đây. Bây giờ lên thị xã là ngày xưa là thị trấn phải không? Không, giờ thành phố chứ. Ủa thành phố rồi hả? Dạ thành phố vậy. À. Đó đây là cũng là những cái trung tâm đất địa của Long Khánh nè. Mấy người bạn Bình Huỳnh ở đây, Đế Xanh Đường là của chú Đức đây, Đức. Anh em của gia đình của Tế Sinh Đường ở đây cũng lâu lắm rồi, nhưng mà anh em cũng quen biết nhau lâu lắm. Ở đây Bình Huỳnh bạn nhiều lắm. Bạn chú Năm giờ chắc ở đây chắc cũng già hết rồi. Cũng già hết. Bây giờ Kim Minh Tuấn cũng vậy. Ngày xưa Kim Minh Tuấn ở trung tâm đây nè, bán vàng ngay đây nè. Nghe nói bây giờ cũng đẩy xuống dưới kia. Hồi xưa chú Năm nhớ ở đây có gì không? Chỗ nào đó cả. Có xe tăng hả? Đúng rồi, có cái xe tăng ngay cái chỗ đó, ngay chỗ ngã ba đó. Nhưng bây giờ thì đưa cái xe tăng đó xuống rồi. Chỗ cái lập hát đó. Đúng rồi.
Đó, ngày xưa là anh mấy ông anh bạn của mình ở đây, nhưng mà mấy các anh cũng đi Mỹ hết, để lại cho con cháu ở đây. Đó. Bây giờ cái xe tăng chỗ này là đổi thành mấy cục đá nè, để lên cái đồng hồ ở đây phải không? Dạ đúng rồi. Ủa, cái nhà hát này bây giờ cũng đập xuống rồi hả con? Dạ, nhà hát là phố đi bộ công viên. À, công viên tối tụ tập để chơi đây. Đó là Bình Định cũng ghi lại những hình ảnh ở Long Khánh chút xíu cho mọi người xem nha. Đó, bây giờ anh em ghé đây coi seafood nè. Bảo rất thích ăn seafood lắm. Không cần gần đây mà nhiều chồng bây giờ không biết kiếm gì. Kiếm gì? Gà, bé, đồ quại, seafood vậy đó. Thì thường là mấy chú cháu Bình Huỳnh, anh em cũng vậy đó. Mỗi lần ăn hay là gặp gỡ nhau thì cũng ba cái đồ cá, tôm, thịt rồi vậy đó các bạn. Chả có cái gì khác hết. Ở đây cá mình bán ký rồi bán con anh? Ký? Bán ký hả? Cái nào cũng ký không? À. Ví dụ mình em muốn mua một con có bán không? Có chứ. Cá chim nước, cá chim nướng. Cá chim nướng hoặc hấp. Hoặc là hấp mọc cá chim này là nấu nấu chiều cây nấu no chua là con cá chim nướng. Mấy hai con hay một con đó? Hai con. Cũng biết đây là cái hồ, cái này mình bán cái gì trong này đây? Cá. Cá là đây có tôm cá. Giòn không ta? Cá diêu hồng rồi nữa nè. Cá cá chim nướng. Đây là có bán dừa nè, uống chú cháu mình uống người trái dừa cho nó mát đi ta. À, cho Bảo uống nha. Dạ. Cho uống cúng trái đi. Anh bán dừa ở đây lâu chưa? À, lâu lắm rồi. Vậy ha. Ở đây là thương hiệu gì vậy anh? À, Nga. Nga hả? Nga dừa. Nga dừa. Nga dừa. Các bạn bữa nay ở Long Khánh tới ủng hộ anh nè, tạo nghiệp không? Đây là cái hiệu Nga dừa. Anh nhận xay dừa luôn anh hả? Nhận xay dừa. Nước ép cốt dừa luôn. Thôi sẵn mua dừa quảng cáo giùm anh. Để cho mọi người biết là anh mua may mắn đắt thêm. Cái này là mình uống được có đá nha anh. Không, là bỏ không hút vô thôi chú. Cho anh cho bốn trái đi. Rồi rồi. Mình cứ bỏ trong hút vô uống thôi. Rồi, để mình thử trước đây nha. Thấy nước dừa là thấy thích rồi. Wow. Dừa ngọt. Việt ơi, Thắng ơi, nước dừa em. Lên này anh chặt lên này. Ủa bên này cũng bánh dừa luôn phải không anh? À. Chúng một nhà hay là sao? À, khác. Ủa khác hả? À, cái này của chú. Uống thử cái ngọt không? Dừa này dừa đường nè. Quá ngọt. Dừa có dừa đường nè. Cái dừa bơm đường. Dừa này là anh ở đâu mình đem tới đây? Ở miền Tây á. Miền Tây hả? Ở miền Tây cái đem tới. Cái giống dừa này nó kêu là dừa Mã Lai. Dừa Mã Lai. Ừ. Cái giống chứ không phải là ở Mã Lai. Ok. Giống dừa Mã Lai. Đúng rồi. Không dừa này ngọt lắm, ngọt không? Ngọt lắm, tôi thường dừa Mã Lai nó ngọt. Nó ngọt hơn dừa xiêm bình thường của mình. Thôi vậy. Bốn trái này là bao nhiêu tiền anh? 15 ngàn trái đó. 15 ngàn trái là 60 ngàn. 60 ngàn. 60 ngàn. Thì thôi em gửi cho anh luôn 100 ngàn khỏi thối anh nha. Rồi cảm ơn anh. Dạ rồi. Lâu lâu ghé ủng hộ mua cho anh thêm ha. Rồi cảm ơn. Rồi uống nước đi Bảo. Dạ. Cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn. Cái niềm vui của Bình Huỳnh mỗi lần về Việt Nam là các bạn biết gì không? Là thứ nhất á, là gần gũi được mẹ già. Thứ hai nữa là các cháu. Thứ ba nữa về quê hương á các bạn. Từ những cái hình ảnh của mình á, mình về đây rồi mình Bình Huỳnh xa xứ ba mươi mấy năm mà về đây cũng như hình ảnh giống như là mình cũng đang còn ở đây không phải ở nước ngoài nữa. Nó quen, về là thấy vui quá.
vừa là khí hậu nữa, các bạn biết là mình Huỳnh ở xứ lạnh đó. Ở bên đó thì hiện tại bây giờ cái mùa cao điểm lạnh thì nó cũng chưa có đến ngay cái mùa cao điểm mà đã lạnh rồi. Về đây mình thấy khí hậu nó ấm áp, nó mát. Mà những cái tháng này nè, mấy cái tháng mà tháng kia thì mình Huỳnh chịu không nổi. Nhất là cái tháng mà vừa rồi mà chú đi về mình đi ra Đà Nẵng á. Trời ơi, tháng nóng bẩu ha. Quá nóng. Nóng quá đi chơi cũng mất vui ở chỗ Nam hả? Chứ sao. Người nó làm cho mình mệt ra, ăn uống nó cũng không có ngon nữa. Vừa rồi chú cháu Bình Huỳnh ghé cái chỗ kia mua mấy cái đồ seafood nè. Rồi bây giờ chạy tới chỗ này mua thêm chút đỉnh nữa. Rồi chú cháu Bình Huỳnh về. Nhưng Bình Huỳnh cũng bật mí với lại đại gia đình của mình. À, có một cái là cái cách của gia đình Bình Huỳnh và chú cháu Bình Huỳnh đó. Các bạn thấy á, chú cháu Bình Huỳnh thấy là thanh niên được rửa đi chơi với nhau không? À, rồi mấy cô á, mấy cô em dâu và các cháu gái đó thì mỗi cháu có một công việc. Nhưng mà thường thường mỗi lần mà chú cháu thiết kế những món ăn gì hay là cái gì đã tự định, tự động chú cháu mình quyết định đúng không? Dạ. Rồi tự động chú cháu Bình Huỳnh đi chợ với nhau mua về vậy đó, rồi ở nhà có mấy cô giúp giùm chú cháu Bình Huỳnh để làm. Còn vấn đề mà đi chợ mà chọn đồ ăn tất cả thứ đó tùy theo sở thích của chú cháu Bình Huỳnh. Đây cũng là cái thói quen được các bạn. Chung là không có làm phiền vợ con gì nhiều hết. Không làm phiền, như là cháu Việt cũng vậy, không bao giờ làm phiền mà xã. Hay là cháu Bảo cũng vậy, thích cái gì là rồi chú cháu mình thích cái đó hả, chú cháu kéo nhau đi ra rồi chỉ chỗ, rồi thích mua cái gì đó xong cầm về, rồi cái mình muốn thiết kế cái món gì đó thì mình nói cho người đầu bếp họ làm cho chú cháu Bình Huỳnh ăn. Biết rồi, không biết rồi. Rồi bây giờ chú cháu Bình Huỳnh ghé thêm cái chỗ này nữa là đi về để đón cháu Quốc. Biết rồi, không biết, không rồi. Có về lại để làm gì? Không, ở trên này nó nhiều món hơn cái chỗ này. Cái chỗ nào em? Ờ vậy hả? Đây, mẹ nó đang ngồi đón cháu nội đến tôm. Rồi tới rồi. Đó, chuẩn bị tới đó mẹ, gió vừa mới gọi cho con đó. Dạ. Mỗi lần mà cháu về gia đình về là vậy đó. Mừng quá. Mẹ rất là mừng. Chỉ có niềm vui, chỉ có nhiêu đó thôi các bạn. Chứ có đâu có mình vợ đầu tất cá rồi. 10 đứa con, cháu hơi chụp đứa cá. Có hiền, cố rồi, đòi rồi. Quá. Có mình về buồn rồi, về khác. Dạ, sáng tới giờ con mấy anh em đi chợ mua ba cái đồ seafood rồi đó mẹ. Về tối nay đãi cháu với lại có mấy anh em tới chơi đó. Có không? Dạ có mẹ. Trời, cháu phải dọn rồi. Dạ. Cái tháng này Bình Huỳnh về đây thì nói chung là nó cũng không có nóng như mấy cái tháng vừa rồi. Nó rất là dịu xuống, khí hậu nó dịu xuống cũng dễ chịu lắm. Cũng vất vả, có dạ. Bạn cũng mừng vui. Nhưng mà con về mấy ngày nay, cái ngày nó giấc ngủ cũng nó còn đang bị... cái múi giờ đó mẹ. Đáng quá con. Dạ. Yeah. Ở đây đáng lắm. Mẹ đó mà 10 giờ, 11 giờ. À rồi. Đây kìa, cháu mà của mẹ về kìa. Cháu ta, ta. Đó. Cúng là được. Bà nghe tin con tới, bà cứ ngồi để chờ nãy đến giờ nha. Anh khỏe luôn chứ? Dạ. À, hello chú. Dạ. Con chào khán giả kìa. Dạ chào. Dạ. Chào đại gia đình. Dạ. Thì cũng xuống sân bay hồi trưa nhưng mà. Dạ. Chào. Dạ. Anh cứ vào mà mời anh vào nhà uống nước. Dạ, cảm ơn anh. Đi liền. Dạ. Có câu tiền. Dạ, dạ không, không. À, con có gái tiền cho chú chưa? Dạ rồi xong hết rồi chú. À. Dạ. Rồi rồi con đi vô. Nhớ mà đậu quá. Nhớ dạ. Là trời đó còn có chút mà đậu mà không nhớ. Chú khỏe luôn chứ chú hả? Chú khỏe con. Dạ. Ấy ba lô chú đi coi. À chào chị nghe. Dạ. Nghỉ ra rồi. Ủa chú ba nghỉ rồi. Bác ba vô à. Đang vô. Có ngủ đi chắc ngủ đang không? Không, không nằm chơi. À. Lấy đứa uống đi coi. Anh là tưởng Bảo về chứ, tưởng không về đó mà nghe anh bảo phải ở lại chứ sao về nữa. Xúc động quá. Sợ là về rồi không gặp Bảo. Ờ. Hôm nay về chứ mà nghe anh vô ở lại. Anh công chuyện ok không em? Dạ cũng bình thường anh. Cũng bay mấy giờ? Dạ con bay hồi 10 giờ 15 á, tới 12 giờ đến. Dạ. Làm vòng ăn trưa xíu rồi con đi xuống. À.
Sáng nay cho tối qua thì có nói thằng hậu ra đón con, nhưng cuối cùng sáng nay nó có cái việc đó, cặt cái chân đó. Dạ. Rồi con phải lủi thủi đi cái xe đó là anh đó đưa xuống, rồi cái đó là xe bờ, xe dịch vụ ở sân bay luôn á chú. Dịch vụ sân bay luôn. Xuống có sẵn. Có sẵn cái bay luôn mà. Đi về cũng được ha. Đây. Đây. Máy. Đấy. Từ Sài Gòn về đây nhiều mấy thì chú thấy cũng hợp lý. Hợp lý mà chú. Quá hợp lý luôn, rẻ chứ. Còn bạn đi ở đây hả? Đã đá vô đây. Dạ không mà. Dạ không. Ở Sài Gòn bác cũng đi cái xe đấy xuống. Dạ. Từ Sài Gòn dạ, bay về đây. Là đi xe về đây. Với mày mày bên khách không ta? Là tùy con đặt vé là từ máy mà. Cũng được. Cần biết điều gì chưa? Không có ai rồi, qua hồi chưa rồi. Đấy. Dạ. Mày đi cái giá cái ra ăn ở sân bay luôn. Có tính 2 giờ mấy mới xuống đây thôi. Mình ăn cái gì là để xe nằm nghỉ chút. Chiều chú có ra hồi giờ sáng mấy chú cháu biết con về đó. Rồi chú với Việt với Bảo với lại chú Thắng đi Long Khánh. Dạ. Mua ba cái đồ quá trời về kìa. Để từ từ bắt đầu cái chú cháu mình chiều hôm nay làm cái gì đó ha. Để ngồi quay quần nha. Bà chú quá nghe cháu vô. Lập đi mua đồ này. Có nghe đi. Thằng chú đi chợ đâu mà. Là tài luôn. Rồi khoe là tự nhiên là nghe nó bằng ngày 7 hả? Ngày 7 mà ngày 7 đang làm cái đám gì của ông ngoại? Dạ ngày 7 là làm tuần. Làm tuần. Dạ làm tuần. Rồi mấy tên ngày bao nhiêu? Chắc là khoảng ngày 8 đây em cô. Mình có tay dạ. Thảo được nhà, Thảo ăn được nhà. Chờ chắc vậy. Được hả? Dạ vô thấy mà đọc, vô thấy mà. Đọc 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 quá. Con là về con trai đi mấy ngày xong con về cái là con vô lại nhớ. Ủa cháu. Có thằng gì mà nó rồi vô lại hả? Đúng rồi, một là cháu phải về lại Đà Nẵng hả? Hay là cho đi một chuyến với chú xong rồi giờ quay lại đây đúng hay là sao? Thôi cái đó đi chú cháu mình coi lại đây coi coi bằng tính sao. Con về Đà Nẵng thì rồi mấy chú đi về đó rồi con đi với Mai đi ra ngoài rồi. Vậy là chú cũng phải là kiếm một tay tài xế đi lái cho chú chứ. Dạ đúng rồi phải không? Dạ kiếm tay tài xế hành trình cho chú đi. Bảo chứ nào đi ông Bảo? Không em ở nhà. Tức là đi cái khoảng 5-7 người thôi thuê một chiếc xa Bảo. Không ra mình lấy cái xe chú 10 chiếc đi. Rồi con lại lấy xe chú 10 đi được. Mấy xe chú 10. Để bây giờ lấy một cái tài xế thôi, phải kêu trước cho nên là ngày mai đi rồi. Đúng rồi, ngày mốt đi. Tối nay chú cháu có bữa là nghỉ ngơi, là ngày mốt mình đi hay là ngày mai mình đi? Ồ, cái này là mới mua hết đây hả chú? Sáng nay chính tay chú với lại chú Chính nè, với lại cháu Việt nè. Chà, đi chợ thiết kế nè. Hoa con. Tại vì thắt con cái kẹ thì mình ăn biết rồi. Cho nên cũng nói đổi ra một chút xíu. Cái này là cái hào. Cái con hào mà nhờ cái cô bán kia đó, của ấy luôn nè. Cái chút xíu bữa này là, hậu bây giờ phải thiết kế ít một tạc hả? Em rửa cho nó sạch ha. Đây các bạn thấy đây cô em đây là cũng như là một thành viên ở trong nhà này đó, dễ thương các bạn ơi. Mẹ rất là thương cô này. Sống như là hai mẹ con vậy đó. Con gái mẹ chứ. Đó. Em có bao hết chứ. Rất là sạch sẽ, rất là gọn gàng từng chi tiết. Anh ba cũng có một đứa đó. Rồi con lại thích mà. Thích. Rồi. Để cho áp vào cho. Bình Huỳnh về đây hôm nay là ngày thứ hai mà đi ăn sáng cũng vậy. Mới mặc đồ đi ăn sáng cho là mẹ lo thì có đi đâu vậy ở nhà chứ đi đâu. Sợ con đi không? Đây. Con hôm nay ghé đâu ăn? Dạ con ăn ở sân bay luôn chứ. Ở sân bay. Dạ. Có đói bụng gì nữa không? Để chú gọi mấy đứa đem bánh canh cá lóc vô ăn. Rồi cái này thì dạ tối dậy được rồi chú. Dạ. Mới cái gì đi 3 giờ chiều mà có sao đâu. Dạ. Để con đợi cái này đợi cô chế biến cái này xong cái mình nhập tiệc luôn. Đúng không em hả? Chú mỗi lần chú về Việt Nam á, chú mỗi lần chú về Việt Nam á con Vi.
làm gì làm cái ốc món ốc bưu này là chú không có thể bỏ qua này. Dạ, đúng rồi chú. Cây nhà lá bưu này. Đó. Này tí xíu mình cũng ngâm ớt cho nó rã thằng con. Ngâm làm cho nó kỹ cho nó sập chứ. Rồi ngâm hồi nãy đến giờ là mấy tiếng đồng hồ lại cô em ha? Dạ. Mấy tiếng đồng hồ bây giờ cha rửa sập rồi thời rửa sập xong mình ngâm lại cho một lần nữa. À, cho nó sập. Đó bực này. À, bây giờ gọi bia, em gọi bia taxi. Bia à, đó thì đúng rồi, nó làm mấy cái đó thì bia taxi trước em. Tối hôm qua nghe chú về nôn quá mà muốn kéo máy bay vô không được hả? Dạ. Ngày nay cũng hết vé, hết giờ. Ờ. Ok, lâu lâu có chú về rồi con có cơ hội vô đây thăm chú, chơi với chú. Dạ. Gác hết công việc đi chứ phải giỡn đâu. Dạ. Chú còn bà đâu không đó. Nội nãy nghe chú nói là con trên Đà Nẵng bay vô. Bà cũng ngồi biết cái hố chú đi đốn, chứ nó không có sao đâu, cháu nó xuống nó chạy xuống mà. Chạy đi đâu cho thoát. Ngồi trước cửa đúng rồi. Ai cô Thá à? Dạ. Ông nằm trước nào? Cũng chiều ngủ, đi tới đi lui. Vì hồi tối hôm qua rồi đó, anh em về hết rồi còn có mình chú nhà cái mấy. Mà bà nội cứ lo, cứ đưa chùm chìa khóa, nó khóa cửa rồi. Lo, nó không mẹ đừng có lo gì hết á. Có con đây mà chú về đâu cũng được. Dạ. Trái cái giấc ngủ được không? Rồi bà cũng lo, bà đi tới đi lui, cứ hỏi thăm lâm chú hoài. Bà nội mà lúc nào cũng vậy chứ. Lo lắng. Lo lắng luôn. Ừ. Cái này là cá này mình bị hấp hả? Nướng. Nướng hả? À, nướng. Dạ. Cá này. Hay là mình làm hai món không? À, một chiên, một nướng hay sao? À, hello chú. Nướng hả? Dạ. Con mới xuống, dạ, con bay hồi 10 rưỡi á. Dạ, dạ. Khung báo được chưa nha. Đi thẳng đi không dừng cản. Đi thẳng, có nghĩ cạnh dừng cản không? Dạ, có, chỗ tạm dừng chân. Đừng có dừng cản. Dạ, đi gặp cái ông tài xế, ông đi mới chạy á. Anh cũng đang ngầm ngầm ngủ quen cái ảnh cao tốc ảnh xuống cái đường Long Thành á, chú trai dưới cái đường Long Thành chạy cái cung tay cầu dậy ngang ảnh lại kêu đang đi đâu đây, cái chạy ra đi đây Vũng Tàu cái ghé tập qua tới tôi khuya luôn á, người ta anh ơi quay lại giùm em mở hơi thì trẻ chú coi chú xong cho chú chạy xuống nước cho công chạy tiếp nha. Ai đó nghe cháu về ra chụp công liền hay chưa, chú Chiến cũng nôn lắm. Nhà Bình Huỳnh được con gái của bạn là anh em Bình Huỳnh á, chỉ riêng Bình Huỳnh thì nấu nướng không được, chứ còn nhà mình đó là cháu trai nè, Bảo nấu nướng giỏi nè, Việt cũng được nè, rồi chú Chính chú người không nấu nướng được, không nấu được rồi, quất cũng không nấu được. Ủa trời ơi, à. Chú đây giờ chưa 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 bây giờ chưa thưởng thức món con nấu rồi. Mai em nấu cho năm một món. Mai em nấu hả? Cái gì? Luộc trứng gà. Trứng gà luôn. Con sẽ nấu cho chú ăn món cơm cá nục. À, như vậy à? Gà. Tức là cá nục á mình bỏ vô trong cái nồi cơm á. Mình bỏ vô, mình hấp một chút cái lá cà chiên thì cá nục không có đâu. À, cái chiêu này hay à. Hồi sinh viên làm cơm cá nục. Ở lúc học sinh luôn á. Cá nục bỏ vô một cơm cá. Cơm chín cá, cơm chín thì chiên lên. Ít mắm nữa là đâu, là hồi sinh viên lá kìa. Là một công đôi chuyện khỏi mất công chiên luôn. Đúng là không biết nấu cơm luôn á. Dạ. Cái thời gian mà con học con dài con bị vậy đó. Cái thời gian mà con học đó. Tự con nấu hả luôn hả? Con thì tự nấu mấy món đơn giản thôi, chứ còn con chủ yếu là con ra thì con cái quán cái tiệm ăn cũng quốc cái luôn. Có bán đồ ăn thử món. Còn không mình ăn ngán thì mình tự chế biến mấy món đơn giản thôi. Đúng rồi. Hình như cái điện thoại của ai gọi thế này gọi tao không phải không? Con mới tắm xong à? Mới tắm xong, mát mẻ. Một lần mát mẻ, chuẩn bị tiếp bê. Chuẩn bị sức khỏe, đừng làm. Chưa, mát gì đây?
Bỏ ghê. Mình vô đây là phải chuẩn bị từ sức khỏe rồi, từ tinh thần là từ hả món ăn, từ vật chất của thứ đó mọi người. Rất là quý. Mà sao từ gửi gửi đó mà mọi người à, lúc đó 12 giờ. Anh lên mấy bà anh lên taxi thì mình lên 3 giờ là. Tài xế đi lạc đó, tài xế đi lạc. Ủa lạc hả? Anh đang đi anh nằm anh kêu tiêu ngủ á, anh đi lên cao tốc rồi anh nằm đi tiêu ngủ. Ảnh nửa đường cao tốc anh xuống chỗ dưới Long Thành. À, rồi ông bé đi đường đi Vũng Tàu. À. Vậy cái này cái lỗi của con. Trước khi con bổ vô ngủ đó thì con đưa danh tài xế cái địa chỉ của nhà để bấm trên cái GPS á. Ảnh theo cái hướng dẫn anh đi thì con cũng đâu khỏi lo. Anh đi lên cao tốc rồi mà con nói đi về Xuân Thọ Xuân Lộc mà. À. Nếu anh tài xế xe thì anh cũng biết là tài xế mới thì mình cũng tắt ảnh thôi, lỡ rồi con kêu con quay lại thế mất cái thời gian mất nửa tiếng một thì cũng không sao. Dạ thì thôi là lại lại không tắt mình cũng không thông cảm gì mà đã biết chuyện rồi ba cái sự là ảnh ba cái chính là đâu không đúng rồi anh tốn hai ba cái dòng vé mới tốn mấy cái tiết kiệm qua mấy cái tạm á rồi có cái tiếp cho anh ta có con phải gửi anh không đây là khắc phục hậu quả của anh. Anh kêu xui quá nhớ nhớ mới nhớ bài bài trong đầu kêu anh nhớ gì ác đường đi đi Vũng Tàu nó khác nên là nó mất nửa tiếng hồ rồi. Cái đáng lẽ là con xuống sớm hơn nửa tiếng hồ rồi. Rồi bây giờ nè con đi tắm rửa đi cho nó thoải mái rồi xong xuống bắt đầu thì chú cháu mình chút xíu ra đây rồi vô tiệc ha. Rồi tiệc bắt đầu là cũng chia sẻ video tiếp nữa. Dạ, dạ. À, lần này Bình Huỳnh về đây thì các bạn cũng mong đợi trong cái kênh YouTube của Bình Huỳnh mỗi cũng video đại gia đình của mình cũng hay thường thường trong cái comment chú ơi chú ra một ngày một vài cũng video nha thì Bình Huỳnh hứa về đây thời gian rảnh rỗi là các bạn ở bên Mỹ nhiều lúc hơi bận rộn đó. Nhiều lúc mình cũng bị miss video, có tuần lễ nhiều lúc một video là hai video. Thì bây giờ về đây thứ nhất là mình thăm gia đình, thứ hai tắm rửa cha sắp đến, rồi chia sẻ những cái công việc hàng ngày và đời thường của Bình Huỳnh ở Việt Nam. Như mong đại gia đình của mình ủng hộ Bình Huỳnh nhiệt tình trong những cái chuyến đi lần này. Thì trước khi Bình Huỳnh xin chào tạm biệt video cho Bình Huỳnh và chú cháu Bình Huỳnh như anh em Bình Huỳnh, mẹ Bình Huỳnh ở đây xin gửi lời cầu chúc hết đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.